Xin chào các bạn. Bài học nay mình xin giới thiệu cho các bạn về tìm hiểu về Apex. Apex trong Salesforce. Nội dung bài học của mình sẽ như sau. Đó là một cái demo về Apex. Tìm hiểu về Apex là gì? Demo, một cái console. Chúng ta sẽ view, debug log và các điểm tìm hiểu một số chức năng trong develop console của Salesforce. Để đây nội dung của mình sẽ như sau. Thì Apex này thì nó là một cái ngôn ngữ lập trình của Salesforce các bạn. Nó giống như Java hay là C# của mình vậy đó. Tương tác rất là mạnh đối với cái đối tượng của custom, những cái object của Salesforce. Đây, chúng ta có những cái câu SQL Select cũng giống như SQL của mình bình thường ha. Thì bạn có thể tìm hiểu ở cái trang Apex này, đây Apex Info này, develop.salesforce.com ha. Nói về Apex là gì, đây chi tiết, rất là chi tiết. Tạo một Apex, tạo một trang Apex, nhúng map hay gì đấy. Đây, mình sẽ hướng dẫn từ từ cho các bạn ha. Đây, các bạn vào, các bạn nhớ là bật các bạn vào Salesforce ha, các bạn bật tính năng develop lên ha. My setting, personal, tìm ở cái tab là advanced user detail ha, edit ha. Check để cái mod là develop mod ha. Save. Rồi, chúng ta sẽ tạo vào develop tên login ha, develop console. Đây là cái giao diện lập trình cơ bản của Salesforce và của Apex này. Các bạn sẽ có thể tạo mới một cái lát Apex trigger visual for component này. Đó. Đây là text debug open SQL, một cái lát nào đấy, một console text ha, một cloud base. Đây là hết những cái phím tắt. Ở đây thì là log những cái tag chạy checkpoint như thế nào, query editor, những câu select, view sạc, process, những cái problem. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn tạo một cái class Apex mới ha. Các bạn vào một file new Apex class, mình đặt là hello đấy ha. Hello Apex đi ha, cho nó nghe giống như hello world vậy ha. Hello Apex, Apex nè. Rồi ok, đây tạo một cái class giống C# Java các bạn. Ví dụ mình sẽ đếm cái số position mà mình có ở trong ha. Mình sẽ tạo một cái hàm public void đếm cái position ha, season đây. Sẽ tạo một cái object, biến là object, kiểu là object ha, là cao của cái gì, cao bằng ha. Các bạn nhớ câu SQL là ở trong dấu ngoặc vuông nha các bạn. Select cao from position, custom object là xếp gạch C ha các bạn. Đó, chúng ta sẽ debug ra system.debug ra. Đây là this is cao, cao là đấy, shopping cao ra, shopping cao này ra. Rồi xong một cái phương thức ha, những cái lát mới ha. Rồi bây giờ mình chạy thử xem debug open SQL sẽ tạo new một cái đối tượng, khởi tạo đối tượng hello world, hello Apex bằng m đi chẳng hạn, new hello Apex m sẽ chấm cái ham cao position đúng không? Rồi mình sẽ chạy thử xem SQL hello Apex này mình chưa xây hết các bạn, phải xây cái hello Apex này lại. Rồi SQL hello bị gì đây, dòng này là cái cao này là cao hoa nha các bạn, cao thường mình nó không hiểu đó. Tiếp tục này là cái lỗi gì đây, coi mình sai cái gì đây, copy cái phương thức vô ha cho nó đúng ha, SQL rồi đây, nhấp vào đây, nhấp vào block ha, nhấp vô vào đây sẽ coi debug, check debug only ha, rồi điểm 2, hai cái position rồi, ra ngoài web điểm thử coi đúng không, đây position 2, tạo mới một position đó là program Apex đi, nó có vị trí tuyển Apex đó lương 5.000 đến 6.000 đô có chữ rồi điều hay gì đó. Rồi chết luôn, save. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thì bắt đầu anh coi debug open SQL debug only 3 đúng không các bạn, đây là Apex cơ bản ha, tạo một cái lát Apex cơ bản, đuôi là ABXC ha. Ở đây chúng ta ngoài ra chúng ta sẽ còn có query ở đây giống như query trong SQL ha các bạn. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Đó là một câu select ha, cái select ID name nè, from cái from từ đâu, from của cái gì, from của position đúng không, season SQL thử xem. Nào ra không, ID tự động rồi, ID tự động của Salesforce phát sinh, đây là name cách select trong đây rồi xóa ha, trở lại với Apex. Apex thì các đối tượng kiểu dữ liệu đó thì cũng giống như những của Java ha các bạn, kiểu thì nó có cũng có kiểu in, kiểu long, kiểu datetime, kiểu bool. Ví dụ này đây, kiểu datetime ha, date bằng gì đó thầm chấm nào ha. Cái kiểu booler đây ha, bằng chu ha, kiểu string ha, là các kiểu dữ liệu của Apex nha các bạn. ABC ha, chấm tuber này, Apex hỗ trợ rất là mạnh nha các bạn. Cây hay gì đấy, tinh hoa ha, tương tự decimal ha, kiểu số thực. Pha ốp nữa ha, một hai ba, mình sẽ print nó ra ha. Đây kiểu số thực, đây là các kiểu dữ liệu cơ bản, string, kiểu integer rồi ha. Đó, mình giới thiệu cho các bạn sơ qua về Apex vậy thôi. Các bạn tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn vào trang develop document của Salesforce ha. Các bạn đọc ha, có rất nhiều là hướng dẫn. Bài học cũng đến đây là khá dài rồi. Qua bài tiếp theo mình sẽ nói về kỹ hơn về SOQL và SOSL, cách insert, update, delete data trong Salesforce. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ subscribe và chia sẻ nha.